Mỗi thế hệ thì suy nghĩ rồi tầm nhìn lại một khác. Có lẽ nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Y như là tôi thì đôi lúc đang nghĩ là môi trường làm việc của bố mẹ mình đã lỗi thời rồi. Thế hệ trẻ ngày nay muốn hoàn thành công việc nhưng mà cũng phải có đủ thời gian để họ được vui chơi, nghỉ ngơi mà lại không đánh mất thành công. Với thực tế là thế hệ Y sẽ là lực lượng lao động chủ lực trong vài năm tới. Có lẽ các doanh nghiệp sẽ phải thay đổi để thích ứng với thế hệ trẻ này. Tôi đã có rất nhiều kỳ vọng khi bắt đầu làm việc trong một công ty lớn vào năm 2010, nhưng điều đã chờ đợi tôi ở đó là sốc văn hóa. Steffi Burkhardt đang có những chia sẻ về kinh nghiệm của mình với tư cách là một đại diện của thế hệ Y, những người trong độ tuổi 20-30. Đối với tôi, thế hệ Y không chỉ là những người có khẩu vị hiện đại, thứ mà cả người già và người trẻ đều có thể có. Trước đây, Burkhardt làm việc 2 năm trong một công ty hóa chất với những ngày làm việc cố định. Giờ thì cô đã chuyển tới một công ty tư vấn nhỏ ở Cologne. Chỉ có 8 nhân viên và một con chó. Cô nhân viên 30 tuổi này có thể tự quyết định về công việc của mình sẽ làm trong ngày. Hôm thì làm việc ở văn phòng, hôm thì làm việc tại nhà. Tính linh hoạt là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi vừa muốn làm việc, vừa được nghỉ ngơi. Điều này sẽ giúp chúng tôi có quan điểm và góc nhìn khác nhau về công việc. Đối với tôi, công việc phải gắn với sự vui vẻ, chứ không phải làm việc liên tục trong 12 tiếng rồi mới được nghỉ. Lặp lại một công việc mỗi ngày, theo các quy trình không đổi, có mặt ở cơ quan đúng từng phút. Thế hệ Y đang đặt dấu hỏi với cách làm việc này. Thế hệ Y, những người trưởng thành cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh và Internet, đã quen với kiểu làm việc bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ đâu. Theo một số chuyên gia, các công ty cần phải đáp ứng được yêu cầu này của lao động thế hệ Y, đặc biệt là khi thị trường đang thiếu các lao động tay nghề cao. Điều này sẽ có lợi cho cả công ty, xóa bỏ ranh giới cấp bậc, công việc trôi chảy, nhân viên tham gia đóng góp ý kiến sẽ giúp hiệu quả làm việc cao hơn. Burkhardt đang dạy một lớp đào tạo dành cho các nhà quản lý. Cô tự lên chương trình về việc phát triển một ứng dụng quản lý hiện đại. Những người tham gia lại là thế hệ già hơn. Mỗi người có một cách làm việc khác nhau. Đây là điều mới mẻ với tôi. Tôi luôn nói với con mình rằng, làm việc đã rồi chơi sau. Chúng không thích thế. Vì vậy, thật tốt khi biết được sự khác biệt này để thay đổi. Mọi thứ trong cuộc sống có thể thay đổi. Và có lẽ coi trọng việc nghỉ ngơi không phải là điều gì xấu. Thế hệ Y thường bị nói là không có tham vọng và thường rất tự tôn. Steffi Burkhardt hy vọng có thể giúp mọi người nhìn nhận thế hệ Y theo con mắt khác. Và những khán giả ở đây có vẻ rất đồng tình với cô. Đã có những ví von rằng thế hệ Y giống như những electron tự do. Họ thích sự thay đổi, thích di chuyển nên có thể làm ở nhiều vị trí khác nhau, thường xuyên nhảy việc từ công ty này sang công ty khác. Như phóng sự chúng ta vừa xem, thời thế thay đổi, các doanh nghiệp sẽ phải chấp nhận tư duy di động này của thế hệ nhân viên mới. Tất nhiên, thay đổi tư duy là điều không dễ. Chưa kể là các công ty chưa có nhiều thời gian thích nghi với thế hệ Y, thì lại sắp đến lúc đương đầu với thế hệ tiếp theo, thế hệ Z, với nhiều quan điểm khác biệt hơn nữa.